rõ ràng, trọn vẹn, thì đó là một vị tỳ kheo chánh niệm tỉnh giác. Đó thì thưa đại chúng, như lần trước chúng ta có chia sẻ với nhau đó, tức là chẳng hạn như một căn phòng, căn phòng quý thầy đang học, thì nếu mà một vị đi vào căn phòng đó mà không có đèn thì đi lại rất là khó khăn, bất an. Và chỉ cần đi lên phía trên để chúng ta lấy một cục phấn thôi đó, xin thưa là đi không khéo á, thì va vào bàn, đụng vào ghế, rồi vấp vào tường. Cho nên nếu mà chỉ cần lấy tay bật công tắc lên đó, thì mọi việc nó được soi tỏ, và vì đó đi lại, đi tới, đi lui rất là bình an. Thì cũng vậy, thưa đại chúng, tức là trong cái phòng của cuộc đời chúng ta thì nó rộng hơn. Thì chúng ta muốn đi lại một cách bình an thì cũng phải là thắp sáng lên cái sự nhận biết rõ ràng ở nơi chính mình, để mình đi đứng, nằm ngồi, co duỗi, nói năng trong mọi sinh hoạt đó, đều là trong cái tâm chánh niệm tỉnh giác, tức là nhận biết một cách rõ ràng trọn vẹn. Thưa đại chúng, rằng là chỉ cần thiếu cái ánh sáng nhận biết rõ ràng trọn vẹn đó, thì rất nhiều cái sự cố nó sẽ có mặt. Tôi xin dẫn một câu chuyện để cống hiến đại chúng. Thế là có một vị Phật tử đó, vị nó kể lại, mà cho đến cả đời vị nó cũng không bao giờ quên, là có một lần vị đi máy bay từ Đà Nẵng vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi mà lên máy bay thì được phát cho mỗi người một chút cái ẩm thực để mà dùng trong cái thời gian trên máy bay. Thì ẩm thực hôm đó, đó là mỗi người được ba cái bánh gói trong cái hộp. Thì cái vị này á, là mới cầm cái gói bánh đó, bỏ vào trong cái túi của mình. Nhưng mà một lát á, thì tự nhiên là cái vị này á, là lấy cái hộp bánh của cái ông bên cạnh á, bóc ra ăn. Thì ăn một cái thì cái vị bên kia nhìn rất là ngạc nhiên. Thì trong lòng cái vị nó mới nghĩ rằng là ủa sao cái vị này nhìn mình dữ vậy, mà khác phái nữa, cô ta là người nữ mà cái vị kia là người nam, cho nên là thấy cái ông này cũng hơi kỳ. Rồi mới ăn thêm cái nữa, ông lại nhìn vị này làm lúc hết ba cái xong thì cái ông kia cũng có nhìn hoài, không có chớp mắt. Đến chừng là tiếp viên thông báo đó, là chuẩn bị hạ cánh, cho nên là yêu cầu hành lý là sắp xếp lại đồ đạc, dừng bàn ghế, xếp bàn ghế, rồi dừng dây lưng ngồi để chuẩn bị máy bay hạ cánh. Thì cô ta mới dọn lại hành lý thì giật mình, hóa ra cái gói bánh đang nằm trong giỏ. Và cô mới hiểu ra là vì sao cái vị khách kế bên đó nhìn cô hoài, cô rất là xấu hổ. Và máy bay xuống rời thì cô ngồi im để cho cái vị khách đó đi ra, để lẩn tránh cái sự xấu hổ của mình. Và cô nói rằng là trong đời cô đó, một lần như thế là không bao giờ quên. Đó thì dẫn một câu chuyện như vậy để thưa với đại chúng một điều là gì?
thiếu chánh niệm tỉnh giác, thì nó xảy ra, nếu mà cái việc nó nhỏ đó thì nó đem lại cái hậu quả là nhỏ, mà nếu cái việc nó lớn đó, nó sẽ đem lại cái việc lớn đó. Như chúng ta thấy đó, vị này là rõ ràng là thiếu cái sự nhận biết sáng suốt. Nên là mình bỏ cái gói bánh vào trong giỏ thì mình phải biết. Đằng này khi bỏ vào rồi đó, thì vì đó là không có nhận biết rõ ràng, lại lấy cái gói bánh ở bên cạnh anh. Đó, thưa đại chúng rằng là thì trong đời chúng ta thấy rằng là cái sự việc này xảy ra rất là nhiều. Có nhiều người đó, thưa đại chúng rằng là bỏ cái chìa khóa vô trong cái túi của mình, rồi cứ đi kiếm, đến chừng kêu thợ đến phá cái ổ khóa ra, mở cái túi lấy tiền thì hóa ra cái chìa khóa nằm trong cái túi. Đó thì thưa đại chúng rằng là sở dĩ mà nó đưa đến những cái sự cố như vậy đó là do vì trong đời sống hàng ngày thiếu thực tập chánh niệm tỉnh giác, thiếu nuôi dưỡng cái nhận biết sáng suốt, cho nên nó đưa đến rất nhiều cái đáng tiếc trong cuộc sống. Mà thưa đại chúng rằng là sở dĩ con người đối xử với con người nói năng mà nó gây thương tổn cho mình, cho người và cho cả hai đó là đều thiếu chánh niệm tỉnh giác. Cho nên đó, ở đây Đức Phật nói rằng là người xuất gia thì thưa đại chúng rằng là cái đầu tiên là phải nhận biết rõ ràng một cách trọn vẹn về thân. Đức Phật nói đó là vì đó khi đi đứng cúi ngước nói năng trong mọi sinh hoạt đều phải thắp lên sự nhận biết rõ ràng sáng suốt một cách trọn vẹn về thân. Đó thì thưa đại chúng rằng là như lần trước chúng ta có tìm hiểu đó, Đức Phật dạy ngài La Hầu La là trước khi muốn làm cái việc gì về thân thì phải phản tỉnh, phải xem xét coi cái việc làm này nó có lợi cho mình, cho người, cho cả hai thì hãy làm. Và nếu nó có hại cho mình, cho người, cho cả hai thì nhất định là không làm. Đó thì thưa đại chúng là đây là cái điều mà Đức Phật dạy để một người xuất gia nhận biết rất rõ, tức là chánh niệm tỉnh giác về thân trước. Cho nên những vị mà khi mà họ tu tập về niệm thân đó, thưa đại chúng, là tất cả những cái động thái, những cử động của thân đó, họ nhận biết rất là rõ. Cho nên là những vị này đó ít có gây cái sự tổn hại đến những người đồng tu, những bạn hiểu của mình lắm. Tại vì cái việc gì mà làm lợi ích là cho mình, cho người thì vị đó mới động về thân. Còn nếu không có thì cái vị đó không có phát cái cử động về thân. Cho nên thưa đại chúng rằng là cái việc đầu tiên đó, Đức Phật khuyên là để có sự tẩy trừ cái cấu quế của thân thì vị đó là phải thắp sáng cái nhận biết rõ ràng để soi rọi từng cử động của thân. Để chi? Để mình không đưa đến những cái cấu quế của thân. Cấu quế của thân là gì? Thưa đại chúng là làm các cái việc xấu ác, làm những cái điều tổn hại cho mình và cho người, thì đó là cấu quế của thân. Cho nên nếu mà có chánh niệm tỉnh giác á, thì thưa đại chúng là vì đó sẽ không làm những cái việc cấu quế của thân mà giữ được cho thân được thanh tịnh. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là Đức Phật khuyên là phải chánh niệm tỉnh giác.
rõ về cảm xúc. Tại vì trong một ngày chúng ta thấy rất rõ rằng là nỗi buồn, niềm vui và những cái cảm xúc, cảm thọ trung tính đó, nó có mặt ở trong tâm của mình, trong con người của mình. Nhưng mà thưa đại chúng rằng là nếu mà mình không có thực tập nhận biết một cách rõ ràng, trọn vẹn đó, thì mình sẽ không thấy được những cảm xúc đó. Mà mình không thấy được những cảm xúc đó đó, thì thưa đại chúng là có khi mình rơi vào cái tâm trạng buồn, nhưng mà mình không có đủ cái tỉnh sáng để mình vượt qua. Cho nên thưa đại chúng rằng là hiện nay người ta thống kê đó, thì ở tại tại nước Nhật đó, thì 27 người, trong 27 người thì có một người tự tử. Và 60% là bị trầm cảm. Trầm cảm là gì? Thưa đại chúng, đó là bị cái nỗi buồn, niềm đau đó, nó nhận chìm đến cái chết. Cho nên thưa đại chúng rằng là mùa dịch này đó, nếu mà những người không tu tập đó, thì họ cũng rất dễ bị những cái cảm xúc nó dằn vặt, nó đè nặng. Và có những người đó nó nhận chìm đến cái chết. Cho nên là riêng về cảm xúc đó, thì Đức Phật khuyên là phải nhận diện, phải thắp sáng chánh niệm, tỉnh giác rất là rõ để biết từng cái cảm xúc của tâm. Đó thì thưa đại chúng rằng là hai phần đầu chúng ta thấy đó. Đức Phật dạy tức là mình soi sáng vào bên trong con người của mình để mình thấy được những cái điều mà nó chưa có hoàn thiện thì mình điều chỉnh đó. Mà nhất là Đức Phật khuyên là không nên để cho những cái cấu uế nó có mặt ở trong cái nội tâm về cảm xúc. Thưa đại chúng, thường thì mình thấy rằng là khi mà mình buồn đó, nó rất dễ phát sinh những cái cảm xúc tiêu cực. Người tu buồn thì nó sinh chán nản. Nó chán nản là nó thối tâm. Nó thối tâm thì là muốn rất có nhiều ý niệm để trở về thế tục. Cho nên nếu mà mình có cái sự là nhận biết sáng suốt á, thì mình nhận biết đây là một cái cảm xúc buồn. Mà người tu thì thưa đại chúng là không cho phép mình buồn. Tại vì mình cất bước đến cái phương trời cao rộng mà. Cái phương trời an lạc, giác ngộ và giải thoát. Cho nên là không có chuyện buồn để người tu. Nếu có chăng á, thì thưa đại chúng là nó chỉ chút xíu thôi, rồi nó phải ra đi. Chứ nó không được là chấn ngự lâu ở trong ngôi nhà tâm của mình. Cho nên cái phần thứ hai, Đức Phật khuyên là phải thắp sáng sự nhận biết sáng suốt một cách tròn vẹn để nhìn vào cảm xúc của mình, để mình đừng để cho những cái cảm xúc cấu uế đó, tức là buồn, chán nản, bất mãn, thất vọng đó, là những cảm xúc cấu uế nó làm ô uế nội tâm. Cho nên là mình phải nhận biết để giải trừ cái cảm xúc tiêu cực. Điều thứ ba là chánh niệm tỉnh giác về suy nghĩ phân biệt. Đó, thưa đại chúng rằng là cái dòng suy nghĩ phân biệt của mình đó là nó trôi chảy liên tục trong cái dòng sông tâm thức. Cho nên là
tôi hay chia sẻ đó, tức là người tu á là phải thực tập cái phong thái như là một nhà hiền sĩ vậy đó, tức là đứng ở trên cây cầu, nhìn rác, nhìn hoa, nhìn các cái cỏ nó trôi lèo bèo trên cái dòng sông. Thì cũng vậy thưa đại chúng, tức là cái ý nghĩ của mình á, có khi nó là ý nghĩ xấu thì đó là rác, rồi có khi nó có những ý niệm thiện là hoa, rồi có khi nó có những ý nghĩ mà vô thượng vô phạt á, ý nghĩ vẩn vơ đó thì đó là cỏ. Nếu mà không là rác thì là hoa, mà ý nghĩ vẩn vơ thì đó là cỏ. Đó, thì mình cũng phải nhận biết các cái thứ đó trên cái dòng sông tâm thức. Thì thưa đại chúng rằng là đứng trên cái cầu chánh niệm tỉnh giác á, thì mình sẽ thấy được những cái ý niệm tiêu cực khi nó có mặt. Và thưa đại chúng, như bữa trước chúng ta cũng có chia sẻ với nhau đó, thì cái ý nghĩ của mình đó nó cũng làm cho mình ô nhiễm, những cái ý nghĩ của mình nó cũng làm cho mình thanh tịnh. Cho nên nếu mà mình có chánh niệm tỉnh giác á, thì thưa đại chúng rằng là ý nghĩ khi nó phát khởi đó, nó sẽ là ý nghĩ thanh tịnh. Và nếu mà mình thiếu cái sự nhận biết sáng suốt á, thì những cái ý niệm tiêu cực, ý niệm cấu quế khi nó có mặt á, thì mình không có nhận biết, cho nên á, nó sẽ chấn ngự ở trong nội tâm, rồi nó phát ra lời nói và hành động, thì nó làm cho cái sự phiền não bất an khổ đau sẽ có mặt. Cũng giống như kinh Pháp Cú Đức Phật nói đó, ý dẫn đầu, ý làm chủ, ý tạo tác. Nếu với ý ô nhiễm nói năng và hành động thì sự khổ đau sẽ đến với người đó, giống như bánh xe lăn theo chân con vật vậy. Rồi cũng ý dẫn đầu, ý làm chủ, ý tạo tác. Nếu với tâm ý thanh tịnh nói năng và làm việc thì sự an vui hạnh phúc sẽ đến với người đó giống như bóng theo hình. Đó thì thưa đại chúng, là chúng ta thấy rằng là thanh tịnh hay là cấu quế đó thì cũng từ nơi cái ý này. Nhưng mà nếu có ánh sáng chánh niệm tỉnh giác soi rọi đó, thì thưa đại chúng rằng là cái ý nghĩ của mình đó nó sẽ trở nên là thanh tịnh. Tức là mình biết chế tác ra sự thanh tịnh để nuôi dưỡng tự thân và nuôi dưỡng những người đồng tu chung quanh với mình. Cũng như tôi có dẫn một cái thanh thép đó. Một thanh thép nó nặng khoảng 5 kg. Nếu thanh thép đó mà được đặt vào tay một cái người không biết gì đó, thì họ đem bán sắt vụn thì họ chỉ thâu được có 5-10 nghìn thôi. Nhưng mà nếu một thanh thép đó mà được đặt vào tay một bác thợ rèn, thì bác có thể rèn thành con dao, bác có thể bán được là từ 50 đến 100 nghìn. Mà nếu một thanh thép đó được đặt vào tay một cái vị kỹ sư thợ tiện đó, anh ta chế ra những cái bu lông, thì anh ta có thể thâu được từ 5 đến 10 triệu đồng. Mà nếu một thanh thép đó được đặt vào tay một kỹ sư đồng hồ,
thì anh ta chế ra những cái lắc nhỏ đó thì anh có thể thâu được từ 5 đến 100 triệu đồng. Thì thưa đại chúng, cùng là một thanh thép nhưng mà có người thì chỉ thâu được có 5-10 nghìn, có người thì thâu được đến 5 đến 1 triệu đồng, có người thì thâu được 5 triệu đến 50 triệu đồng, và có người thì thâu được cả 100 triệu đồng, là tùy theo khả năng mỗi người. Thì cũng vậy thưa đại chúng, tức là cùng là một tâm thanh tịnh nhưng mà có người không biết tu tập chánh niệm tỉnh giác thì họ chỉ có được một chút cái sự an lạc giải thoát thôi. Giống như cái người có được 50 nghìn vậy. Rồi cái người mà trong 12 giờ cho đến 16 giờ. Cái người mà chế tác như nông dân đó, không biết gì đó, thì được 1-2 giờ. Cái người giỏi hơn thì được 5-7 giờ. Cái người giỏi hơn nữa thì họ được từ 12 đến 16 giờ. Còn cái người mà họ thực tập một cách trọn vẹn đó, thì họ sẽ có được an lạc là 24 giờ. Đây là những bậc thánh, những bậc giác ngộ. Đó thì thưa đại chúng là cùng là một tâm ý, nhưng mà cái sự an lạc giải thoát đó, nhiều hay ít là do chúng ta là chuyên tâm thực tập. Cho nên Đức Phật nói rằng là để có thể đoạn trừ cái tâm cấu uế đó, thì cái phương pháp mà hiểu hiểu đó, là thắp lên cái sự nhận biết sáng suốt. Cũng giống như là cái căn phòng vừa mới chia sẻ với các quý thầy đó. Nếu mà một người mà đi vào phòng mà trong cái sự tối tăm á, thì đi lại rất là bất an. Cái chuyện mà va vào ghế, đụng vào bàn, rồi vấp vào bảng là cái điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà chỉ cần á, bật cái công tắc đèn nó sáng lên, bật cái công tắc chánh niệm tỉnh giác lên đó, thì mình đi lại, mình làm công kia việc nọ, và mình học, mình tu tập thưa đại chúng rất là lợi ích. Ở đây cũng xin được chia sẻ thêm nha, để chúng ta cũng được biết rằng là mùa an cư là mùa mà Đức Phật muốn người xuất gia dành trọn thời gian để tu tập. Và thêm là mùa này cũng đang là cái mùa dịch. Tôi được biết là trong Đồng Nai thì nhiều nơi cũng đã bị phong tỏa và giãn cách. Thì thưa đại chúng rằng là cái dịch tệ nó đến đó, nó đánh thức cho chúng ta một điều là gì? Là cái sinh mạng của con người rất là mỏng manh. Vì thầy thấy đó, có những vị đó, buổi sáng đưa đến bệnh viện, buổi chiều là người nhà đã khóc và tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Đó, cho nên là khi chúng ta nhận biết được hai cái sự việc như vậy, thì cái thời gian trong mùa an cư hay là cái thời gian hiện tại là cái thời gian để chúng ta là tu tập, tu dưỡng. Cho nên là Phật tử đó mà họ có biết đạo đó thì thường họ gọi quý thầy là thầy tu. Thầy tu thì thưa đại chúng là trong khi mình học mình cũng tu. Mình học mình cũng tu là sao ạ? Thưa đại chúng là mình chú tâm, mình để ý đến lời Đức Phật dạy qua cái sự chia sẻ của quý thầy. Rồi mình làm việc mình cũng tu như Đức Phật dạy đó, tức là chỉ biết mình làm việc thôi,
Sư ông Trúc Lâm hay gọi là chăn trâu đó. Cái người mà chăn trâu giỏi là khi nó vừa vô lúa mạ của người khác là kéo lại. Đó. Thì thưa đại chúng là đây là chư tổ triển khai lời Đức Phật dạy. Đức Thế Tôn nói rằng là khi mình vừa có một cái ý niệm bất thiện thì phải nhận biết và dừng cái ý niệm bất thiện đó lại để trở về với cái bổn tâm thanh tịnh. Thì như vậy làm mình cũng tu. Rồi khi mình học khi mình tọa thiền là mình đã dành thời gian mình tu rồi. Nhưng mà nó tu trọn vẹn hay không nữa là nó còn nằm ở bên trong. Tức là ngồi thiền thì cái thân mình là đang tu tập rồi đó. Nhưng mà bên trong đó cũng phải là hòa hợp với thân một cách trọn vẹn. Hòa hợp với thân một cách trọn vẹn là sao? Cũng như Đức Phật nói đó. Kinh Hệ Hàm Đức Phật nói rằng là cái người biết sống một mình không phải là người đó vào núi rừng, mà là gì? Người đó ở bất kỳ nơi nào tâm người đó thanh tịnh, tịnh sáng thì là người biết sống một mình. Đó thì như vậy chúng ta thấy rằng là khi quý thầy ngồi thiền đường mà với một cái tâm thanh tịnh, tịnh sáng thì đó là người đó biết tu tập. Đó thì thưa đại chúng rằng là cái mùa an cư là mùa mà người xuất gia đều dành trọn thời gian, đều hướng tâm về cái việc tu tập. Thì ở đây chúng ta đang chia sẻ với nhau đó là tu tập chánh niệm tỉnh giác, nhận biết một cách rõ ràng, trọn vẹn về hình hài thân thể của chúng ta, nhận biết rõ ràng trọn vẹn về cảm xúc khi nó có mặt, nhận biết rõ ràng trọn vẹn về từng ý nghĩ, từng cái sự phân biệt hiểu biết, để chi? Để không cho những cái cấu uế nó có cơ hội nó lọt vào. Như lần trước chúng ta cũng đã tìm đó, tâm tham là một tâm cấu uế, tâm sân hận là một tâm cấu uế, tâm si mê, tâm tà kiến, tâm bất thiện, đó là những cái tên giặc cấu uế. Chỉ cần mà mình vắng bóng cái sự chánh niệm tỉnh giác á, là những cái tên cấu uế này nó sẽ có cơ hội nó đột nhập vào được. Cũng giống như bây giờ quý thầy thấy đó, nếu mà mình không có phòng hộ dịch, mình không có đóng cửa lại để cho người Phật tử hoặc là khách tham quan mà cứ đi ra đi vào đó, thì cái việc mà bị lây nhiễm là cái điều không thể tránh khỏi. Nên nhờ mình đóng cửa lại, không cho dịch nó có cơ hội nó được vào bên trong, cho nên mình sống một cách rất là bình an. Thì cũng vậy đó, tức là nhờ mình là thắp sáng cái tỉnh giác chánh niệm, cho nên đó là những cái tên dịch COVID tham, COVID sân, COVID si nó không có cơ hội nó lọt vào. Cho nên cái đầu tiên đó, thưa đại chúng là cái phương pháp để mà đoạn trừ cái cấu uế đó là thắp sáng chánh niệm tỉnh giác, để mình đoạn trừ các cấu uế và nó làm cho tăng trưởng cái niệm lực, định lực, tuệ lực, để giúp cho mình là giải trừ cái nghiệp lực. Thưa đại chúng, hiện nay chúng ta thấy rằng là bệnh dịch đó, đó là cộng nghiệp, cái nghiệp chung. Thì trong cái nghiệp chung đó nó có những cái nghiệp riêng được gọi là biệt nghiệp. Cho nên mình thấy rằng là có những người là họ tiếp xúc nhưng mà họ không bị nhiễm, và họ nhiễm là hết. Nhưng mà có những người đó là không hề là tiếp xúc với ai nhưng mà lại bị nhiễm, nhiễm xong rồi lại chết đó, thậm chí là chích vaccine rồi cũng bị nhiễm qua đời. Đó là gì? Đó là biệt nghiệp.
Đó, cho nên là để giải trừ được cái nghiệp lực á, thì mình phải có là gì? Niệm lực, định lực, tuệ lực, giải thoát lực, để mình giải trừ cái nghiệp lực. Đó là cái phần thứ nhất, xin thưa cùng với đại chúng. Và thứ hai, đó là sinh mạng thanh tịnh. Sinh mạng thanh tịnh này nó có hai, một đời sống vật chất thanh tịnh, hai đời sống tinh thần thanh tịnh. Đó, thưa đại chúng, là người tu đó là được bằng chánh mạng, tức là một đời sống trong sạch. Thì đời sống trong sạch đó, thứ nhất là về vật chất. Thì thưa đại chúng rằng là đối với người xuất gia đó, thì về cái phần sống đó, để chúng ta giản dị, mỗi thầy có một cái đơn, rồi cái kệ để mấy cuốn sách, rồi các cái chăn màn chiếu gối đó mình cho vào cái đơn. Đó là đời sống của người xuất gia. Và về cái phần ẩm thực thì thưa đại chúng là cũng biết dùng vừa đủ. Mùa dịch này nè, thưa đại chúng rằng là tôi được xem á, mấy Phật tử gửi cho những cái clip. Ngày xưa thì mình thấy một bó rau muống, hoặc là một cái bắp cải, thì thấy nó bình thường, mua ở đâu cũng có. Nhưng mà bây giờ ở Sài Gòn á, thưa đại chúng, là người có tiền muốn mua một bó rau, mua một bó, một cái bắp cải đó, có khi rất là khó khăn. Tôi có xem cái clip cái vị đó là ông đi cái xe ô tô, xe hơi đó, đẹp lắm, mà ông đi khắp chợ mua bó rau không có. Cuối cùng ông phải đi, ông ăn, đi phải đi xin. Cái chỗ đó là họ không bán, họ tặng cho những người nghèo. Nhưng mà ông đến đó, ông nói rằng là tôi gần hơn một tuần lễ nay không có rau ăn, vì tôi muốn mua. Thì cái nơi làm từ thiện đó là chúng tôi không có bán, nhưng mà họ tặng cho cái vị đó. Tại vì tặng cho ông là vì ông có rau ăn thôi. Nhưng mà ông nói rằng là khi ông nhận cái bó rau đó, ông xúc động lắm. Ông nói rằng cuộc đời của ông lần đầu tiên trong đời là ông đi xin rau. Đó, thì chia sẻ như vậy để thưa với đại chúng một điều là gì? Chúng ta thấy rằng là người tu sở dĩ thích hợp được với đời sống đó là nhờ mình đã sống là tiết độ, điều chỉnh nó vừa phải, thưa đại chúng. Tức là mình không có xa hoa, cũng không có khổ hạnh, có được cái phương tiện cơm ăn, áo mặc, phòng ốc để ở và thuốc men để dùng là hạnh phúc lắm rồi. Cho nên là nhờ như vậy thì đời sống mình nó thanh tịnh. Và nhất là quý thầy ở trong nội viện, trong trường thiền đó, thì thiết nghĩ rằng là quý thầy không phải lo đối ngoại, cho nên là
cái đời sống của mình nó được yểm trợ bởi quý hòa thượng, quý thầy trong ban tổ chức. Để quý thầy, cái đời sống riêng về cái vật chất là được yểm trợ về thanh tịnh rất là quý báu. Nhưng còn thứ hai đó là đời sống về tinh thần. Thế là mình được cái may mắn là đời sống vật chất không phải lo cơm ăn áo mặc rồi. Bây giờ cái phần thứ hai phải trang bị đó là đời sống tinh thần, phải thanh tịnh. Đời sống tinh thần thanh tịnh là sao? Tức là cái vị đó không có để tâm mình nó trôi theo những cái thú vui của trần tục. Chẳng hạn như là thích ca hát, nhảy nhót, rồi thích vào để mà chơi game, thích vào trên mạng để mà săn lùng hết tin tức này, tin tức kia, làm mất cái thời gian tu tập. Thì đó là gì? Nó làm cho cái tinh thần của mình nó bị cấu quấy, ô nhiễm. Đó thì thưa đại chúng rằng là với người xuất gia đó thì chánh mạng tức là nuôi sống mình bằng đời sống thanh tịnh. Bằng đời sống thanh tịnh thì thưa đại chúng là giữ cho cái đời sống vật chất về những cái sử dụng nó vừa đủ, rồi cũng phải biết di dưỡng cái tinh thần cho nó là thanh tịnh một cách tốt đẹp. Tôi nhớ ngài Thị Sư Tuệ Tĩnh có hai câu thế này: bế tinh dưỡng khí, tôn thần. Thanh tâm, quả dục, thủ chân luyện hình. Thì sư Tuệ Tĩnh nói đó, tức là bế tinh dưỡng khí tồn thành, thanh tâm quả dục, thủ chân luyện hình. Thì ngài là một vị thầy thuốc danh y Tuệ Tĩnh. Ngài nói rằng là cái người tu đó, thưa đại chúng, là phải biết giữ gìn cơ thể, ăn uống cách điều độ để cho mình có đủ cái tinh lực. Nên là chúng ta biết rằng là cái tinh lực á, nó làm cho cái khí lực của người đó rất là hùng hậu. Rồi từ cái khí lực đó nó mới làm cho con người đó có cái thần lực, bế tinh dưỡng khí tồn thành, tức là bảo tồn cái thần sắc, cái thần lực của mình. Thì trước anh tôi cũng có duyên ở tại Trúc Lâm Đà Lạt, có một vị thầy ông tu tiên. Thưa đại chúng rằng là bên tu tiên đó thì họ rất là coi trọng về tinh khí và thần. Cho nên nếu một cái vị đệ tử mà khi đi ra ngoài bị cái cảnh bên ngoài nó chi phối đó, về mà mất thần đó, thì cái vị thầy nhìn biết ngay. Tại vì bên tinh, bên tu tiên đó, họ có cái hai cái pháp để mà
nhận biết người. Đó là gì? Là tinh quy tại nhĩ mà thần quy tại nhãn. Nên là muốn biết cái người đó cái tinh lực có đầy đủ hay không là nhìn cái lỗ tai hồng hào đầy đủ, rồi nhìn con mắt họ đó là biết họ có thần hay là mất thần. Tại vì cái thần tinh quy tại nhĩ mà thần quy tại nhãn, nên là cái thần lực đó, nó nằm ở con mắt đó. Mà khi cái người đó đi về mà mất thần đó, thì cái vị thầy lập tức cho vào trong thất để mà bảo hộ cái thần lực, phục hồi lại cái thần lực mà đã mất. Thì thưa đại chúng rằng là cái người tu là khí lực là một, thần lực là hai, niệm lực là ba, định lực là bốn, tuệ lực là năm, là phải đầy đủ. Mình có đủ năm cái này đó thì thưa đại chúng là nó mới có khả năng là chuyển hóa, đẩy lùi, đoạn trừ cái nghiệp lực. Cho bằng không thì thưa đại chúng là nghiệp lực nó chi phối. Cho nên chúng ta thấy rằng là cũng dịch COVID, nhưng mà có người khổ, có người không khổ. Thì những người mà khổ là tại vì họ không có đầu tư là niệm lực, định lực và tuệ lực. Còn những vị mà đầy đủ niệm lực, định lực và tuệ lực thì thưa đại chúng là đối với cái nghiệp lực này đó, họ rất là nhẹ tên. Đó, cho nên nó trở lại thưa đại chúng là về thân là mình cũng phải là ăn uống cho nó điều hòa tiết độ, để chi? Để đầy đủ về tinh lực, đầy đủ về khí lực và đầy đủ về thần lực. Bế tinh dưỡng khí tồn thần, thanh tâm quả dục, thủ chân luyện hình. Thanh tâm có nghĩa là cái tâm phải thanh tịnh, tâm nó phải là an lạc, tươi mát, thanh tâm. Mình tu mà cái tâm mình cứ nóng bức hoài là biết là không có thanh tâm. Cái tâm nó phải là thanh thoát, thanh tịnh, là tươi mát, thanh tâm. Quả dục có nghĩa là biết đủ, tức là tham, coi như là thiểu dục, chi túc thiểu dục, tức là biết đủ. Rồi thủ chân tức là giữ cái chân thật nơi mình, giữ cái bản tâm thanh tịnh, tỉnh sáng, chân thật nơi mình. Đó, thưa đại chúng rằng là cuộc đời chúng ta thấy rằng nó thay đổi liên tục. Quý vị, quý thầy không có xem, chứ còn tôi Phật tử có cài cho cái chương trình về Bộ Y tế đó. Thì khi mà có một cái người ta bị nhiễm, tự động nó gửi vô trong máy cho mình. Thưa đại chúng rằng là thành phố Hồ Chí Minh có một ngày đó, nó dâng lên là cả 1.500 ca nhiễm một ngày. Đó thì chúng ta thấy rằng là cái nhiễm rồi cái sinh mạng của con người đó, nó cứ bền bồng, nó trôi qua mỗi ngày. Thì đó là để chi? Để cho thấy rằng là cái sự giả tạm của một kiếp người nó đang bày ra trước chúng ta. Cho nên là phải gì? Phải giữ cái chân, thủ chân tức là phải thủ hộ, giữ gìn cái chân thật nơi mình. Cái này cái nghiệp lực nó không chi phối được. Cái tâm chân thật, trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật gọi là chân tâm, bản tâm thanh tịnh, tịnh sáng, không có sinh diệt, đó là phải giữ. Đó là chỗ mà chúng ta trở về, chúng ta an trú ở đó.
Những cái ở thế gian này là thưa đại chúng là mình đến ở tạm thôi. Nên là tôi cũng xác nhận là mình không có thường trú đâu. Mặc dù là mình có hộ khẩu ở thiền viện. À, nhưng mà thưa đại chúng là nếu mà mình có duyên mình sống 70-80 thì mình cũng ra đi. Thế thì mình đâu có thường trú được. À, mình rõ ràng là mình tạm trú thôi. À, còn cái chỗ mà mình có thể thường trú được là gì? Đó là bản tâm thanh tịnh, tịnh sáng không có sinh diệt. Chỗ đó là chỗ thường trú của mình đó. Còn cái cõi này là thưa đại chúng, dù mình có hộ khẩu đi nữa cũng là tạm trú thôi ạ. À. Tại vì nếu mà mình thường trú thì mình phải ở ngoài. Còn đằng này thưa đại chúng là có vị thì 70, có vị thì 80, vị nào mà thọ thì 90 hoặc là hơn chút nữa. Nhưng mà rồi cũng tạm trú, rồi cũng phải về cái cõi nước bên kia thôi. Ai mà tu tốt thì về cõi Phật. Đó thì thưa đại chúng là chúng ta thấy rất rõ là Ngài khuyên là thanh tâm, tức là giữ nuôi dưỡng cái tâm thanh tịnh thanh thoát, rồi là vừa đủ thôi, là thiểu dục chi túc, quả dục tức là biết vừa đủ để giữ cái chân thật. À, luyện hình tức là mình giữ cái hình hài này nó tương đối khỏe mạnh để mà yểm trợ cho cái việc tu tập. Thưa đại chúng rằng là chỉ có các vị thiền sư á, các vị mà đạt đạo đó, thì khi bệnh cái tâm nó không bệnh. Chứ còn đa phần mà mình chưa có thành tựu được đạo quả thì thân nó bệnh thì tâm nó sẽ đau. À đó. Cho nên bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc có hai từ: đau là khổ. Cái thân nó đau là tâm nó khổ. Chỉ có người mà đạt đạo á, thì thân nó đau nhưng mà tâm không khổ. Đó cho nên Ngài khuyên là gì? Là phải luyện hình, tức là phải tu dưỡng, tu luyện để cho cái thân hình mình đó, nó tương đối mạnh khỏe một chút để mình hướng đến cái sự tu tập thành tựu cái con đường thánh đạo. Đó thì nói tóm lại thưa đại chúng là cái sinh mạng thanh tịnh, thứ nhất là gì, là đời sống phải nuôi dưỡng được cái sự trong sạch. Rồi thứ hai là đời sống tinh thần cũng phải nuôi dưỡng cái trong sạch, không có chạy theo những cái thú vui của trần tục, ca hát nhảy nhót game rồi mạng suốt ngày. Thì cái đó là cái thú vui trần tục, không mất thời gian trong cái đó. Đó là thứ hai. Còn bây giờ thứ ba là tịnh trừ năm triền cái. Điều kiện hành trì. Hai. Một số. Phương pháp đoạn trừ.
tình trừ năm thiền cái. Thì thưa đại chúng, là cái điều kiện hành trì đó là chúng ta phải thiền tập, cũng như quý thầy hàng ngày ngồi thiền đó là có cái điều kiện để hành trì. Có nhiều Phật tử đó là cũng mong muốn để đoạn trừ năm cái chuyện cái này nhưng mà không có điều kiện, tại vì đời sống còn phải công kia việc nọ, cho nên rồi không thể để đoạn trừ được một trong năm chuyện cái này. Nhưng mà chúng ta đó là có cái điều kiện, tức là mình có một cái không gian yên bình, rồi mình có một cái thiền đường nó thanh tịnh, đại chúng cùng nhau ngồi lại để tu tập. Thì đó là cái bước đầu điều kiện hành trì. Và bước thứ hai, cái quan trọng nhất á, là cái phương pháp để đoạn trừ. Thì đầu tiên thì chúng ta cũng biết qua là năm chín cái là gì. Tham lam, sân hận, hôn trầm. Trào cử, nghi ngờ, tù, nô lệ, thưa đại chúng, năm chín cái có nghĩa là tham lam, sân hận, hôn trầm, trào cử và nghi ngờ. Thì chín cái là gì? Thưa, chín là trói buộc, mà cái là ngăn che. Là năm cái thứ này nó có khả năng ngăn che và trói buộc con người. Cho nên thưa đại chúng, là đoạn trừ năm cái chuyện cái này đó là bất kỳ người tu nào cũng phải vượt qua, thì mới có cơ hội để mà bước từng cái nấc lên thánh đạo được. Trong tứ quả thanh văn đó, thì thưa đại chúng, là cái quả vị đầu tiên là tu đà hoàn. Thì cái vị nào mà muốn vào được dòng thánh thì năm cái này đại chúng là phải đoạn trừ. Riêng về cái nghi đó là phải được nhổ bật gốc rễ thì mới vào được cái dòng thánh đầu tiên, được gọi là nhập lưu tu đà hoàn. Đó thì thưa đại chúng, là chúng ta thấy rằng là năm cái thứ ngăn che và trói buộc này đó là hầu như nó chi phối con người và chi phối người xuất gia. Cho nên Đức Phật ví là tham lam như là món nợ. Nên là quý vị thấy người nào mà tham lam là người đó mắc nợ. Cho nên có nhiều gia đình người ta có điều kiện đó, khi mà
người thân mất đó, là họ để cái chữ là xin miễn phúng điếu, xin miễn nhận tiền phúng điếu, vì họ muốn mắc nợ. Mà sau này thì có nhiều gia đình thì họ cũng nhận, xong họ đem cái tiền đó họ cúng dường, thiết lễ hay cúng dường, họ hồi hướng cho cái hương linh đó thì cũng tốt. Nhưng mà hễ có tham lam á, thì thưa đại chúng là có mắc nợ. Đức Phật nói rất rõ. Cho nên là cái việc đầu tiên là gì? Cái triền cái tham lam này á, là người tu phải thực tập để đoạn trừ. Như hôm trước chúng ta có chia sẻ với nhau đó. Tức là muốn đoạn trừ cái tâm tham này đó, thì cái việc đầu tiên cái người đó là gì? Phải nhận biết rằng là cái sự tham lam á, nó ngăn che, nó trói buộc, không đưa mình đến thánh đạo, nó làm cho mình mắc nợ ở thế gian, mắc nợ phải trả. Cho nên cái người này á, nhận biết được, cho nên là họ từ bỏ cái con đường tham lam, từ bỏ sự tham lam, rồi bắt đầu gì, như như lý tác ý, tức là như lời Phật, để mà khởi cái ý niệm để mà đoạn trừ cái tham lam. Đó là gì? Khởi niệm quán tất cả đều là vô thường, từ vật chất cho đến con người đều là vô thường. Cho nên mình thấy có những tỷ phú đó, cuối đời nằm trên giường bệnh đó, thì ông mới nói một câu là gì? Bây giờ tôi mới nghiệm ra một điều là chiếc giường bệnh là chiếc giường đắt nhất. Tức là ông là tỷ phú, ông bỏ tiền ra để ông mua mạng sống, nhưng mà bác sĩ lắc đầu, tại vì ung thư giai đoạn cuối rồi thì chịu. Ông nằm ở trên giường, kêu người nhà đem hết vali tiền này đến vali khác, nhưng mà cũng mua được sinh mạng. Đó thì thưa đại chúng, là khi mình dâng lên một cái ý niệm quán sát về vô thường đó, thì nó giúp cho mình là đoạn trừ được cái tâm tham lam. Cái tham lam thì nó thô thì nó tới năm được: tài, sắc, danh, thực, thùy. Đó là năm cái thô. Và năm cái tế là gì? Xin lỗi, năm cái sáu cái tế là gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Đó là sáu cái tế. Đó thì thưa đại chúng, là người tu là phải phải đoạn trừ cái triền cái tham lam để có mới có cơ hội mình bước dần lên thánh đạo được. Đức Phật nói rằng là nếu mà không có đoạn trừ cái tâm tham lam á, thì cũng giống như người mình nấu cát mà muốn thành cơm á, thì không thể nào có được. Nên là muốn vào dòng thánh á, mà còn đeo vài bị thì chúng không có cơ hội để vào được. Cho nên là cái triền cái thứ nhất để mà đoạn trừ đó là phải như lời Phật dạy, khởi cái ý niệm quán tất cả là vô thường, tất cả là biến hoại. Và cái điều mà chúng ta dễ thấy nhất là gì? Dịch bệnh nó đang lây lan, cho nên cái mạng sống rất là mỏng manh, thành tự ra là không có gì phải để tâm đến tài vật, không có gì để tâm đến con người để mà tham lam hết. Mà cái mình để tâm là gì? Là vô tham. Vô tham thì mới có cái tấm vé để vào cảnh giới niết bàn được. Và nếu mà còn một chút thôi đó, thưa đại chúng, là cũng có cơ hội vào. Đó. Cho nên nó mới ngăn che và nó trói buộc. Cái chủ nợ này nè, thưa đại chúng, là khó thoát lắm. Phật nói đó, cái chủ nợ tham này là không thoát được. Đó, ai cũng phải mắc nợ đó hết. Cho nên là nó ngăn che, nó trói buộc lại ở
ở trong cái cảnh giới ta bà, làm người thì cũng còn có phước á, chứ còn mà vào mà súc sanh địa ngục ngạ quỷ thì thưa đại chúng đã rất là thiếu phước. Rồi thứ hai là gì? Triền cái sanh hạnh. Triền cái sanh hạnh thì Đức Phật ví như là bệnh hoạn. Chúng ta thấy những người sanh hạnh thì ta gọi là có cái bệnh nóng tính. Nó thuộc về cái bệnh của tâm. Đức Phật nói rằng đây là một loại bệnh hoạn. Mà muốn đoạn trừ được cái tâm sanh hạnh thì thưa đại chúng là cũng phải thắp lên cái sự nhận biết rõ ràng một cách trọn vẹn, là biết rằng cái sanh hạnh này nó đưa đến cái mầm bệnh cho thân và tâm. Dù cái người đó đang khỏe đó, thưa đại chúng, mà chỉ cần nổi cơn sanh đó, là có thể qua đời liền tức khắc. Cũng như tôi có chia sẻ đó, ngày xưa mà khi tôi đọc những cái mẫu chuyện mà có những vị trưởng môn phái đó, mà tức đến độ ọc máu chết đó, là tôi không có tin. Đó là làm gì là có chuyện đó. Nhưng mà sau này đọc vào các tài liệu y khoa đó thì thấy quả nhiên là có trường hợp này. Là vị y khoa cho chúng ta biết rằng là một ngày đó cái quả tim mình nó đập 70 nhịp trong một phút. Nhưng mà khi cái sự sân hận, cái sự tức giận nó có mặt ở trong lòng của mình đó, thì cái nhịp tim nó sẽ tăng lên từ 100, 120 mà cho đến 150. Cho nên quý vị thấy những người mà đang tức giận là cái tim họ đập nhanh lắm. Mà nếu mà nó tăng 150 mà không dừng lại đó, thì nó quá cái ngưỡng đó thì đứt hình thần kinh tim và máu có thể ọc ra miệng chết. Cho nên Đức Phật nói là đây là một loại bệnh hoạn. Và muốn đoạn trừ đó thì trước tiên là cũng phải thắp lên cái sự tỉnh giác sáng suốt, đã nhận biết đây là một thứ bệnh hoạn. Tại vì chúng ta thấy rất rõ rằng là không ai muốn trong mình có mầm bệnh. Mà nếu mà mình không muốn mầm bệnh mà mình thiếu hiểu biết đó, thì mình nuôi dưỡng và mình đưa mầm bệnh vào bên trong. Đã. Cho nên là gì? Phải có phương pháp để đoạn trừ. Đã. Đức Phật khuyên là gì? Là phải khởi lên cái ý niệm là từ bi. Từ bi hỷ xả. Quý vị thấy trong cái bài kinh tâm từ đó, cái vị đó ngồi yên lại, rải cái tâm từ trước tiên cho mình, mong cho tôi không có cái nỗi khổ về thân, mong cho tôi không có cái nỗi khổ về tâm, mong cho mọi người mà tôi có duyên gặp gỡ không có cái nỗi khổ về thân và tâm. Và thứ hai là gì? Đức Phật dạy thêm là gì? Mong cho tôi có an lạc về thân, mong cho tôi có an lạc về tâm, mong cho những người mà tôi có duyên gặp gỡ có an lạc thân và tâm. Cái bài kinh tâm từ Đức Phật dạy. Thì Đức Phật dạy là gì? Mong cho tôi đừng có gây cái nghiệp oan trái với mọi người. Mong cho tôi đừng gây cái nghiệp oan trái với những người mà tôi có duyên gặp gỡ. Mong cho tất cả đừng có cái oan nghiệp với nhau. Đó là bài kinh tâm từ đó, thưa đại chúng. Khi mình khởi cái niệm mong ước như vậy thì tự nhiên là cái sân hận nó được tan. Đó. Tức là đầu tiên là phải nhận biết rõ về cái tai hại của sân hận, cái triền cái sân hận. Rồi mình phải có phương pháp thường xuyên là quán chiếu cái tai hại sân hận đó và thực tập cái tâm từ, rải cái tâm từ cho mình trước, rồi rải cái tâm từ đến với mọi người. Quý vị chỉ cần đọc hai lần thôi là quý vị thấy là cái tâm từ mình nó dâng lên rồi. Mong cho tôi không có cái nỗi khổ về thân, không có nỗi khổ về tâm. Mong cho những người mà tôi gặp gỡ không có những nỗi khổ về thân và tâm.
rồi mong cho tôi có an lạc về thân, mong cho tôi có an lạc về tâm, mong cho những người mà tôi có duyên gặp gỡ có an lạc về thân và tâm. Đó, đó là cái ước nguyện rất là cao quý và cao đẹp, thưa đại chúng. Nó thì nhìn, tự nhiên là nó đoạn được cái tâm sân hận triền cám. Thứ ba là hôn trầm. Hôn trầm thì Đức Phật ví như là ngục tù. Ở trong nhà thiền đó, hay dùng cái từ là cái người mà bị hôn trầm, ngũ ngục, là rơi vô hang quỷ. Ở đây Đức Phật gọi là ngục tù, là tâm tối. Đó thì thưa đại chúng, là mình tu thì không thể tránh được cái hôn trầm ngũ ngục. Hầu như ai cũng bị cái này. Nhưng mà đây là một cái món mà nó ngăn che, nó trói buộc, nó giam mình trong cái ngục tù tâm tối. Cho nên là phải nhận biết để mà vượt thắng đó. Chúng ta là không ai muốn ở trong ngục tù bây giờ cả. Thì hôn trầm nó là một thứ ngục tù mà nó giam hãm, nó ngăn che, nó trói buộc để cho mình không có cơ hội ra được cái ánh sáng, vào được cái ngôi nhà thánh đạo. Quý vị cứ để ý xem, mà mình cứ thiền mà mình ngồi thì chắc chắn là không có cơ hội để mà giác ngộ rồi. Cái người mà thưa đại chúng rằng là để dự vào được dòng thánh đó, là người đó là phải siêng năng, phải tinh tấn, phải dũng mãnh. Cũng như Đức Phật ngày kể lại đó, ngày nói rằng có lúc đó, ngày tu là ngày giống như một lực sĩ đè cái tên yếu ớt vậy đó, tức là không có cho nó khởi niệm. Ngài nói, ngài kể cái kinh nghiệm của ngài, có lúc ngài không cho nó khởi niệm, cho nên là ngài dùng cái trí lực, dùng cái thiện, là cái thiện niệm để mà chấn ngự cái vọng niệm, cái ác niệm. Đó thì thưa đại chúng rằng là cái người như Đức Phật ngày cho chúng ta thấy đó, để thành tựu được các cái quả vị từ tứ thiền cho đến tứ định, thì ngài phải rất là nỗ lực, rất là tinh chuyên, rất là dũng mãnh. Ngày xưa thưa đại chúng, là tôi đọc Trúc Thiên đó, diễn tả về Đức Phật một mình ở trong rừng đó. Cảm động lắm. 6 năm khổ hạnh trốn rừng già, có ai bằng Thái tử Sĩ Đạt Đa. Chim hót trên vai, sương phủ áo, tuyết nằm, hiu nằm kề gối, tuyết đơm hoa. Tức là ngài trong rừng già tu 6 năm. 6 năm khổ hạnh trốn rừng già, có ai bằng Thái tử Sĩ Đạt Đa. Con chim nó tưởng đâu là khúc gỗ, nên nó đậu trên vai ngài. Chim hót trên vai, sương phủ áo. Tức là ngài ngồi thiền mà ban đêm sương nó xuống, nó phủ trắng cái áo của ngài. Rồi con hiu nó tưởng đâu là ngài là khúc cây. Đó, cho nên nó ghé cái đầu vào, nó nằm, hiu nằm kề gối, tuyết đơm hoa. Đó, nó ghé vào cái chân ngài, nó nằm ngủ. Tại vì nó thấy một cái năng lượng rất là an lành, cho nó ghé vào, nó nằm ngủ. Đó, ban đêm tuyết nó đồng xuống như hoa vậy. Đó thì thưa đại chúng, là Đức Phật ngài nói cái kinh nghiệm của ngài, tức là phải dũng mãnh, phải tinh tấn để mà mới có thể vượt ra được cái ngục tù hôn trầm được. Bằng không thì thưa đại chúng là nó nhận chìm. Đó, quý vị cứ để ý, tôi vào thiền đường thì tôi thấy rằng là hầu như là bị cái triền cái hôn trầm đó, nó giam trong cái ngục tù đó. Nhiều khi mình cũng thức, nhưng mà thức hoài không được là thôi. Sao ạ?
Đi ngang thấy ngò lá ngò, thấy kia ngủ gục dạ đò ngó lơ. Thấy, thấy người ta ngủ gục nhưng mà dạ đò ngó lơ. Tại vì mình thức họ cứ ngủ rồi sao? Thôi dạ đò ngó lơ. Đó thì để thấy là gì? Thưa đại chúng rằng là cái ngục tù hôn trầm nó giam hãm con người. Mà nó cũng là một trong năm cái món dục của thế gian, nó cũng chi phối nhân loại. Cho nên thưa đại chúng là Đức Phật dạy đó, là gì? Khi mà cái hôn trầm đã có mặt thì cái việc đầu tiên là gì? Là phải khởi niệm để quán. Ngài có dạy quán với ánh sáng, quán ánh sáng là minh quang, ánh sáng nó sáng lên. Giống như là mình đang ngồi ngồi mà ai ta bật đèn lên vậy đó, sáng lên. Rồi mình quán về vô thường, quán về dịch bệnh COVID để mình vượt qua, chấn chỉnh lên. Mà nếu nó không chưa qua là phải trong nhà thiền thì thưa đại chúng là chắp tay xin các cái vị giám thiền đó, nó thức đuổi u mang ngủ cho. Còn nếu không có thì mình phải tự tự xoa bóp, tự mình để vượt qua. Tại vì thưa đại chúng là mình đang đang bị giam trong ngục tù của hôn trầm triền cám, cho nên là phải bằng một cái sự nỗ lực để vượt ra. Quý vị thấy những cái tên mà nó vượt ngục đó, nó là phải 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 đầy đủ cái dũng lực nó mới ra được cái ngục đó. Thì cái ngục hôn trầm này nè thưa đại chúng, nó không phải giam một đời mà nó giam con người nhiều đời, cho nên phải vượt qua. Mình thấy bóp mà chưa được thì phải đứng dậy ra rửa mặt, đi kinh hành. Đi kinh hành có khi là không có động niệm thì tự mình kiếm cái gốc là lễ Phật sám hối. Đấy, cũng giống như ông A La Luật đó, Đức Phật ngồi giảng và ông cứ ngủ. Đức Thế Tôn ngày quở nói là ông mà cứ ngủ đó thì những đời sau ông sẽ làm con ốc, con sò, ông sẽ ngủ vùi trong cái vỏ của mình. Ông sẽ trong cái ngục tù của vỏ ốc và vỏ sò. Cho nên Ngài khuyến khích để mà vượt qua. Đó thì nói tóm lại thưa đại chúng là thứ nhất là phải khởi quán. Quán cái ánh sáng giống như cái hào quang Đức Phật rọi đến mình vậy đó. Để quán về vô thường, quán về dịch bệnh, quán về cái sự chết rất mong manh, cho nên để mình vượt ra khỏi cái ngục tù hôn trầm. Mà thấy là nó chưa tỉnh là phải đứng dậy. Xoa bóp mà nó không tỉnh đứng dậy, đi ra ngoài rửa mặt kinh hành. Rồi mình kiếm cái góc nào mà không có không ảnh hưởng đến hai thì lễ Phật sám hối. Thì bị ngủ cũng là một cái nghiệp đó, thưa đại chúng. Đó để mình vượt qua được cái hôn trầm, Đức Phật gọi đó là ngục tù hôn trầm. Hôn trầm triền cái tức là nó ngăn che cái con đường đến thánh đạo, nó trói buộc trong cái nhà tù hôn trầm, cho nên người ta không thoát ra được. Rồi thứ tư là chào cử. Đức Phật ví như nô lệ. Quý vị thấy nô lệ mà nó sai đâu là phải làm đó. Mình muốn ngồi như nó bắt đi là phải đi. Trời lạnh nó bắt ra ngoài kia lội xuống ruộng là phải lội thôi. Thì cũng vậy, chào cử có nghĩa là nhiều khi mình muốn nó yên tĩnh để đi vào giấc ngủ, nhưng mà hết niệm này đến tư tưởng kia nó cứ trồi lên sụp xuống. Thì rõ ràng mình là nô lệ, mình muốn yên nhưng mà nó không cho mình yên. Đức Phật ví dụ rất là chuẩn xác. Cho nên là gì? Là phải nhận biết để rồi là gì? Giảm bớt những cái duyên bên ngoài nó làm cho mình lăng xăng. Giảm bớt tiếp xúc, giảm bớt
vọng loạn thì mình mới yên được. Thưa đại chúng, quý vị cứ để ý xem, tôi có một cô Phật tử đó, khi cô ngồi thiền đó, mới ngồi chút cô đi ra ngoài liền. Cô nói bây giờ thôi thầy ra, thầy cho con viết sách, con viết ghi danh cúng dường hoặc là tưới cây dỗ cỏ hay gì thôi, chứ con ngồi chịu nổi. Hỏi ra thì hóa ra là cô này cô chuyên bán văn hóa phẩm, cho nên là một ngày tiếp xúc rất nhiều người, nên cái tâm nó dao động, nó quen là ngồi lại chịu nổi, thì thành ra là nô lệ. Thế là muốn yên nhưng mà không yên được. Trong tâm của cổ là cổ nói rằng con rất là muốn yên, rất muốn ngồi thiền, thấy quý thầy quý sư cô ngồi thiền con thích lắm, nhưng mà không biết ngồi sao mà nó cứ hết niệm này đến tư tưởng nữa kia nó trồi lên, thì đúng là nô lệ. Như tôi vừa chia sẻ đó, cái nô lệ là nó muốn ngủ trong nhà nhưng mà chủ cứ bắt ra ngoài làm ruộng thì phải ra thôi. Thì cũng vậy, mình muốn ở trong cái ngôi nhà yên tĩnh nhưng mà hết niệm này đến tư tưởng kia nó cứ trồi lên sụp xuống cũng ngủ được, rất là bức xúc bất an, thì đúng là Đức Phật nói là nô lệ. Cho nên là gì, là phải nhận biết, phải chuyển hóa, tức là phải dùng một cái phương pháp Đức Phật dạy để tịnh chỉ, tức là đình chỉ, tức là dừng lại, tức là mình phải tập dừng lại. Giống như cái người mà ta lái xe giỏi, cái thắng tốt á, đến chỗ nào ta dừng lại là ta dừng lại được liền. Còn một cái thắng không tốt thì muốn dừng nó cứ chạy tút lút, có khi nó xuống hố luôn là phải chịu, nó xuống cái hố chậu cự rồi phải chịu thôi. Đó, cho nên là chia sẻ điều này là chúng ta lưu tâm. Đó, thứ năm là gì? Là nghi ngờ. Thì Đức Phật nói là cái người này giống như người bị lạc vào sa mạc hay là lạc vào rừng, rất là hoang mang. Đức Phật nói cái bài kinh gọi là hoang vu đó. Cái người nghi ngờ về Phật, nghi ngờ giáo pháp, nghi ngờ chư tăng, nghi ngờ về giới, là những người này bị lọt vào những cái rừng hoang vu, không có định hướng được, họ tu nhưng mà không định hướng được. Thì bây giờ là gì, cũng phải gần gũi các bậc thầy chân chính, nghiên tầm lời Phật và thường là theo lời Phật để khởi ý niệm, để gọi là như lý tác ý. Đó là cái phương pháp để cho mình ra khỏi cái rừng hoang vu đó. Đó thì thưa đại chúng rằng là đây là một trong những phương pháp để mà đoạn trừ năm triền cái. Thì thưa đại chúng là hôm nay thì thứ nhất là ban đầu là do một chút cái kỹ thuật chiếm hết cũng mất 10 phút, giờ thì cũng bù lại với đại chúng là đúng giờ. Thì có cái việc gì về kỹ thuật thì mong quý thầy cũng hoan hỷ cho. Xin cảm niệm đại chúng đã lắng nghe. Xin phép dừng ở đây. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch thầy giáo thọ. Bạch thầy, sang tuần là lớp bắt đầu thi học kỳ nên mong thầy ôn tập nội dung thi để cho huynh đệ ôn tập học bài cho kỹ. Xin mời đại chúng phát nguyện. Chúng sinh vô biên nguyện độ thiên nào vô bằng thế nguyện độ pháp mi môn vô lượng thế nguyện học Phật đạo vô thượng thế nguyện thành. Xin mời.
chuẩn bị